Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong phần bài tập cuối chương 1 sách giáo khoa môn toán lớp 7, bộ sách Cánh Diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 30 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Câu A thì yêu cầu gì? Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần. Đó. Như vậy ở đây này, người ta cho mình mấy số 0,5 này, 1 này, âm 2/3. Đấy, như vậy thì những cái số này này, theo thứ tự tăng dần mình nhìn thấy đây là một số gì? Số âm này. Số âm thì chắc chắn làm sao? Nó phải nhỏ hơn số dương rồi đúng không? Vậy thì số bé nhất ở đây sẽ là thằng nào? Âm 2/3. 0,5 với 1. 1 này là 1, gì? 1,0 đúng không? Vậy thì 0,5 này phải nhỏ hơn 1. Vậy thì câu này quá dễ dàng đúng không? Có cần phải tính toán gì không các em? Không cần đúng không? Nhìn một cái là thấy ngay. Như vậy chúng ta sẽ ghi này. Câu A nhé. Các số theo thứ tự tăng dần, tức là từ gì? Từ bé đến lớn đúng không nào? Tăng dần sẽ là, đầu tiên là số gì? Số âm này, âm 2/3, được chưa? Tiếp theo sẽ đến là số gì? Nhỏ hơn 1, 0,5, và lớn nhất ở đây sẽ là số nào? Số 1, được chưa? Khá là dễ dàng đúng không nào? Rồi, câu B. Trong 3 điểm ABC trên cái trục số dưới đây, ở đây, ta cho trục số này, có một điểm biểu diễn số hữu tỉ 0,5. Hãy xác định điểm đó. 0,5 vậy thì nó phải ở chiều gì? Chúng ta nhìn này, góc này. 0 là góc của trục số này. Vậy thì 0,5 là một số gì? Số dương. Do đó nó phải từ chiều nào đây? Từ 0 đi sang bên tay phải này. Như vậy đến đây là 1 này. Đây là 0 này. Vậy thì 0,5 có phải là 0,5 này. Có phải nó bằng 1/2 đúng không nào? Đấy, vậy thì 0,5 nó 1/2, tức là gì? Nó sẽ là một nửa của 1. Đúng không? Đấy, đơn vị mới của nó sẽ là 1/2. Vậy thì cái điểm đó chính là gì? B này này kìa. Đây chính là 1/2 này. Đúng không? Vậy thì điểm đây chính là 0,5. Được chưa? Được chưa? Đấy. Chúng ta lập luận như sau này. Vì này. Vì 0,5 bằng bao nhiêu? 1/2. Đó. Nên cái điểm gì? Biểu diễn số hữu tỉ. Điểm biểu diễn số hữu tỉ trên gì? Trên cái trục số đúng không? Trên trục số đó, số hữu tỉ 0,5 nhé. Hãy ghi cho rõ, trên trục số đó sẽ là điểm nào? Điểm B, được chưa? Đó, chúng ta lập luận như vậy thì giáo viên sẽ phải ôi giời ơi, đúng không? Rồi, sang câu 2, bài 2. Bài 2 thì yêu cầu mình cái gì? Tính. Như vậy thì đây thì quá dễ dàng rồi đúng không? Đây, thầy quay đây nhá. Bài số 2. Câu gì? Câu A. Đây là gì? Nhân 1. Một gì? Hỗn số cho một phân số này. Thì ta có này. 5. 3/4 nhân cho âm 8/9 này. Thì có phải mình sẽ biến đổi hỗn số này ra phân số không? 5, 4, 20. 20 cộng với 3 là 2, 23/4, nhân cho âm 8/9, được chưa? Nên đây là trở thành nhân 2 gì? Nhân 2 phân số, thì sẽ bằng cái gì? Tử phân số thứ nhất là 23, nhân tử phân số thứ hai là 8, trên mẫu phân số thứ nhất là mấy? 4, nhân cho mẫu của phân số thứ hai là 9 nè. Đấy, như vậy đến đây chúng ta khử được này.
Các em nhìn ở đây mình sẽ khử được này, thằng này thì đây, thằng 8 này, đây có 4 này. Như vậy đây sẽ 8 sẽ bằng 4 nhân âm 2, đúng không? Thì ở trên này này sẽ còn là 23 nhân 2. 23 nhân 2 thì sẽ là 46, dấu âm. Và ở dưới này chỉ còn mấy? 9 này thôi, đúng không? Đấy, vì 4 này mình đã khử với 8 rồi. Xong chưa? Rồi tương tự này, câu B. Câu B đây là chia hai hỗn số thì các em phải biến đổi nó thành gì? Hai cái phân số nhé. 3 phần 4 chia 2 1 phần 2. Rồi mình sẽ biến đổi thành ra hai phân số 3 4 12. 12 cộng với 3 là 10. 15 phần 4 chia cho 22 là 4, 4 với 1 là 5. Phần mấy? 5 phần 2. Được chưa? Chia thì chúng mình làm gì? Nhân đảo ngược. Như vậy đây sẽ là phân số thứ nhất 15 phần 4 nhân với đảo ngược, tức là nhân cho 2 phần 5. Được chưa? Đến đây thì tử nhân với tử và mẫu nhân với mẫu thôi. Được chưa? Quá dễ dàng này. Đấy, các em nhìn ở đây thầy sẽ tiến hành tách nó ra này. 15 nhân 2. Đấy, có nhiều em là sẽ không biết cái phần này nhé. Khi mà ghi kết quả ra là các em lại không nắm được. 4 nhân 5, tức là số 15 này. Chúng ta sẽ tách ra bằng mấy? Nhìn thấy đây có 5 thì nó sẽ là 5 nhân 3. Nhân cho 2 giữ nguyên. Được chưa? Có nghĩa là 15 này bằng 5 nhân 3. 4 này mình nhìn thấy đây có 2 thì sẽ tách thằng 4 là 2 nhân 2, đúng không? Nhân cho 5 giữ nguyên. Trên có 5, dưới có 5. Trên có 2, dưới có 2. Như vậy ở trên giờ chỉ còn mấy? 3. Và ở dưới chỉ còn mấy? 2. Kết quả sẽ bằng 3 phần 2 nhé. Xong chưa? Rồi. Câu tiếp theo. Câu C. Âm 9 phần 5 chia 1,2. C này. Âm này. 9 phần 5 này. Chia cho mấy? 1,2. Các em nhìn thấy đây là một gì? Phân số này. Thì 1,2 này các em phải biến đổi. Ở đây là số thập phân này. Biến đổi thành 1,2 ra phân số nhé. Âm 9 phần 5 chia 1,2, đây là phân số thập phân. Sẽ có mẫu là mấy đây? 10. Sẽ là 12 phần mấy? Phần 10. Được chưa? Đó, vậy thì đến đây làm được chưa nào? Đến đây chúng ta chỉ việc làm gì? Nhân đảo ngược lên thôi. Âm 9 phần 5 nhân đảo ngược lên, tức là nhân cho 10 phần bao nhiêu? 10 12. Đến đây thì tử phân số thứ nhất là 9 nhân cho tử phân số thứ hai là 10 trên mẫu phân số thứ nhất là 5 nhân cho mẫu phân số thứ hai là 10 12. Rồi chúng ta cũng sẽ lại tách nó ra. Ta nhìn thấy đây có 10, đây có 5 này, thì có phải nó sẽ là âm 9 nhân 5 nhân 2 trên 5 nhân mấy? 12. À, thằng 9 này. 9 đến 12 đây thì thằng này. Đây nhá, thầy làm lại chỗ này đi. Âm 9 này thì thầy sẽ tách ra là âm 3 nhân cho 3, đúng không? Nhân cho 10 thì sẽ là 5 nhân 2. Được chưa? Trên 5 giữ nguyên. 12 đây có 3 này thì mình sẽ tách nó ra là 3 nhân cho 4. Trên này có 3, dưới có 3 này, trên này có 5, dưới có 5 này. Như vậy ở đây chỉ còn mấy? Âm 3 nhân 2 là âm 6 trên 4. Chia cả tử và mẫu cho 2. Âm 6 chia cho 2 thì được 3, là âm 3. 4 chia 2 bằng 2. Được chưa? Như vậy đây sẽ được bao nhiêu? Bao nhiêu? Âm 3 phần gì? 3 phần 2 nhé. Được chưa? Kết quả ở đây chúng ta sẽ bằng âm 3 phần 2. Kiểm tra xem đúng không các em? Chính xác đúng không nào? Rồi. Câu tiếp theo là câu D. Câu D chú ý số mũ này. Đây, thầy sẽ gấp cái này lại. Câu D. Một phẩy bảy mũ 2023
chia cho 1,7. 1,7 này. Mũ bao nhiêu? 2021. Đó. Như vậy mình nhìn thế này. Cơ số là nó gì? Giống nhau. Đúng không? Hai lũy thừa cùng cơ số thì mình chỉ việc làm gì? À, lấy số mũ của số bị chia trừ đi số mũ của thằng nào? Số gì? Số chia. Vậy thì giữ nguyên cơ số này. Lý thuyết rồi đúng không? Số mũ của số bị chia 2023 trừ số mũ của số chia 2021. Được chưa? Vậy thì đến đây sẽ là 1,7 mũ mấy? 23 trừ 21 thôi thì bằng gì? Bằng 2. Như vậy thì 1,7 mũ 2 tức là gì? Các em có thể triển khai cái thằng này ra nhá. Đưa về phân số hoặc là đưa về số thập phân được. Nếu mà số thập phân thì sẽ là 1,7 nhân cho 1,7 này. Còn không chúng ta đưa nó về số thập phân thì nó sẽ là mười mấy? 17 trên 10 nhân cho bao nhiêu? 17 trên 10 đúng không? Đúng không? Được chưa? Như vậy thì các em có thể bấm máy ở đây cho thầy cũng được. Nó sẽ là 17 nhân 17 trên 10 nhân cho 10. Rồi các em có thể bấm máy như vậy. Mẫu đây sẽ là 100 này. Đúng không? 100 thì bây giờ mình chỉ cần tính cái gì? Cái tử ở trên thôi. Tử ở đây nó sẽ bằng bao nhiêu? 17 nhân cho 10. 17 nè. 17 nhân 17 thì sẽ được bao nhiêu? 289. 289 trên 100. Đấy. Như vậy các em có thể đổi nó thành phân số là 289 trên bao nhiêu? Trên 100. Nếu giáo viên thích thành số thập phân thì nó sẽ bằng mấy? 2,889 nhá. Được chưa? Đấy, câu D của chúng ta. Rồi. Sang bài số 3. Thì yêu cầu là gì? Tính một cách hợp lý. Đấy, thì các em cứ nhớ là tính hợp lý thì mình phải dùng những cái phương pháp gì? Giao hoán, sử dụng những cái tính chất của gì? Phép nhân, phép cộng, phép trừ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất gì? Phân phối nhân với một, vân vân gì đó. Rồi, câu A. Âm 5/12 cộng âm 3,7 này, trừ 7/12 này, trừ cho mấy? Trừ cho 6,3 này. Đấy. Mình nhìn thấy hai thằng này phân số đều có mẫu là bao nhiêu? 12. Hai thằng này là số gì? Số thập phân này. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ dùng tính chất gì? Giao hoán, đổi vị trí của nó, nhóm hai cái thằng phân số nó vào. Âm 5/12 các em sẽ nhóm với cái thằng này, trừ cho 7/12. Được chưa? Đấy, đưa hai anh này vào một chuồng nhá. Trừ. Ở đây này, chú ý này, mình đặt dấu trừ ở đây thì cái thằng âm 3,7 đây này, mình không cần dấu trừ nữa nhá, bởi vì khi bỏ ngoặc ra thì chúng ta giữ nguyên. Trừ cho 3,7 này. Trừ 6,3, khi mà đặt đằng trước dấu trừ thì dấu này phải đổi thành cộng là 6,3. Đấy, chú ý cái này nhá. Rồi, như vậy thì mình thực hiện phép tính ở đâu? Trong ngoặc sẽ là gì? Thầy làm cái bước này, đúng là bước này chúng ta sẽ làm ra giấy nháp này. Sẽ là trừ 5 này, trừ đi mấy? Trừ đi 7 trên 10, 12 đúng không? Hai phân số cùng mẫu. Trừ cho 3,7 mà cộng cho 6,3 thì có phải đây là được bao nhiêu? 10 đúng không? Đấy. Vậy thì giờ các em tính cái này thôi. Nợ 5, nợ thêm 7 nữa. Đúng không? Nợ 5, nợ thêm 7. Thì nợ mấy nhỉ? Nợ 12, đúng không? 12 trên 10, trừ 12 trên 12, trừ 10. Thì sẽ bằng mấy đây? Trừ 1, trừ 10. Nợ 1, nợ thêm 10 nữa thì chúng ta lại nâm nợ là 10, 11. Xong chưa? Xong câu A nhé.
Rồi. Tương tự như vậy mình sẽ làm câu B. 2,8 nhân âm 6/13 trừ 7,2 trừ 2,8 nhân 7/13. Đấy. Như vậy mình sẽ thấy nó có cái gì để xuất hiện đây nhỉ? Xuất hiện cái gì nhỉ? Đây này, hai cái thằng này này, 2,8 nhân âm 6,3 này, 2,8 nhân 7/3 này. Rồi thầy sẽ đổi chỗ của nó đã đi. 2,8 nhân cho này. Nhân cho cái gì? Âm 6/13 này. Được chưa? Trừ này. 2,8 này nhân cho 7/3 này. Được chưa? Trừ đi 7,2 này. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái gì không nhỉ? Dạng này thầy nói rất là nhiều rồi nè. Dạng này chúng ta gặp rất nhiều rồi nè. A gì? A nhân với B trừ trừ C. Đúng không? Sẽ là A nhân B trừ A nhân C. Đây, 2,8 chính là số gì? Số A. Đúng không? Đấy, như vậy sẽ là 2,8 nhân B là âm 6/13 trừ 7/3. Từ 7/3, 7/13. Đấy, 7/13 nhá. Đó, tí nữa thì lại bỏ là lại đi sai đó. 7/13. Rồi, đóng ngoặc lại. Trừ cho mấy? Trừ cho 7/2. Được chưa? Đấy, đến đây thì quá ngon lành rồi đúng không? Tính phép tính ở đâu? Trong ngoặc này. 2,8 nhân trừ 6 trừ 7. Đây, thầy vẫn ghi trừ 6 này, trừ đi 7 này, trên bao nhiêu? Trên 13 này, trừ đi 7/2 này, 7,2 này. Được chưa? Rồi, như vậy đây sẽ bằng bao nhiêu? 2,8 này. Nợ 6, nợ thêm 7 nữa thì là nợ gì? Nợ 13 đúng không? Nợ 13 trên 10, 13 trừ mấy? 7,2. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cái phép tính này. 2,8 nhân trừ gì? Trừ 1 trừ 7,2 thì sẽ bằng 2,8 nhân trừ 1 lại là trừ 2,8. Trừ đi mấy? Trừ đi 7,2. Được chưa? Nợ 2,8 nợ thêm 7,2 nữa thì có phải 8,2, 10, 0 nhân 1, 7,2, 9 nhân 1, 10 nhân 10,0. Tức là sẽ là gì? Nợ 10. Được chưa? Đấy, bài này sẽ là âm 10 nhé. Rồi, đấy, toàn bộ câu B của bài số 3. Xong nhá. Rồi, sang bài số 4. Thì yêu cầu cái gì? Tính. Bài này rất là dài đấy các bạn. Giờ chúng ta mới giải được có đến 4 bài thôi. Thì yêu cầu là gì? Tính nè. 0,3 4 câu A. 0,3 trừ 4/9 chia 4/3 nhân cho 6/5 cộng cho mấy? Cộng cho 1. Đấy, vậy thì đây chúng ta thấy này. Dấu trừ này, dấu chia này, dấu nhân này, dấu gì? Dấu cộng. Đấy, như vậy thì mình thấy ở đây nè. Chúng ta cứ làm tuần tự nhé. 0,3, đây là phân số này, thì có phải là nó sẽ là 3/10 đúng không? Đưa nó về phân số. Trừ 4/9 mà chia cho 4/3 thì có phải đây phải nhân gì? Nhân đảo ngược lên đúng không? Nhân cho 3/4 nhân cho mấy? 6/5 cộng với 1. Được chưa? Vậy thì đến đây này, chúng ta vẫn cứ thực hiện phép tính gì? Nhân ở trong này. 3/10 này. Trừ này. Tử nhân với tử này. 4 nhân 3 nhân 6. Trên mẫu là 9 nhân 4 nhân 5. Cộng cho mấy? Cộng cho 1. Trên này có 4, dưới có 4 này. Các em phân tích cái này ra. Làm giấy nháp đi. Đây, thầy sẽ làm này là giấy nháp nhé. 4 nhân 3 nhân 6. Trên 9 nhân 4 nhân 5. Như vậy hai anh này khử được rồi nè.
Đây có 9 này, đây có 3 này các em. Thì chúng ta sẽ tách nó ra. 3 x 6 giữ nguyên. 6 thì bằng 3 x 2 đi. Đúng không? 9 này thì là 3 x 3 x cho 5. Như vậy 3 hết, 3 hết, 3 này, 3 này. Như vậy đây chỉ còn mấy? 2/5. Được chưa? Đấy, vậy thì toàn bộ này bằng 2/5 nhá. 3 trên 10 trừ 2/5 cộng cho mấy? Cộng cho 1. Rồi, thực hiện tuần tự. Vậy quy đồng hai cái thằng này trước. 3 trên 10 với 2/5 thì mẫu chung sẽ là 10. Như vậy anh này giữ nguyên. Trừ 2 x 2 là 4, 5 x 2 là 10 cộng cho 1. Được chưa? Đến đây sẽ bằng 3 trừ 4 trên 10 nè. Đấy, bước này chúng ta không cần làm nhé, nhưng mà thầy vẫn ghi đây để cho một số bạn nắm được. Như vậy đây bằng mấy? Có 3 mà nợ 4 thì còn nợ 1. 1/10 cộng với 1. Đấy. Như vậy thì 1 đây nè. Thì có phải quy đồng một tiếp là mẫu là 10 nữa đúng không? Cộng cho mấy? 10/10. Được chưa? Thì sẽ bằng âm 1 cộng 10 trên mấy? Trên 10. Có 10 mà nợ 1 thì chúng ta còn mấy? Còn 9/10. Xong chưa? Đấy, câu A xong nhá. Khá dài đấy các em ạ. Tức là cách trình bày của thầy thì nó hơi dài. Vậy sao thầy làm từng bước luôn. Còn chúng ta sẽ bỏ qua những cái bước mà không cần thiết nha. Thầy vẫn làm ở đây để cho một số bạn bị quên ấy. Nếu chúng ta không nói là bị mất gốc. Đúng không? Rồi. Câu B này. Âm 1/3 tất cả mũ 2 trừ 3/8 chia 0,5 tất cả mũ 3 trừ 5/2 nhân với âm 4. À. Như vậy đây, mình thấy này, có lũy thừa này, có chia này, có nhân, có gì? Có trừ. Vậy thì đầu tiên mình cứ triển khai ở lũy thừa ra trước đi. Được chưa? Sẽ bằng nè. Âm 1/3 mũ 2 có nghĩa là 1 mũ 2. Âm với âm là dương đúng không? Trên 3 mũ 2 là mấy? 9. Trừ 3/8 giữ nguyên nhá. Chia này. 0,5. Thì 0,5 này. Có phải là nó bằng bao nhiêu? 5/10 đúng không? 5/10 tức là gì? Nó sẽ bằng 1/2. Đúng chưa? Vậy thì giờ nè. Nó sẽ là 1/2 mũ gì? Mũ 3, tức là sẽ bằng 1/2 nhân 1/2 nhân cho mấy? 1/2. Đúng không? Thì sẽ là 1 nhân 1 nhân 1 trên 2 nhân 2 nhân 2. Thì có phải là sẽ là 1/8 không? Được chưa? Như vậy cái thằng 0,5 mũ 3 thì chúng ta nó đưa ra phân số nó sẽ là 1/8 nhá. Trừ 5/2 nhân với âm 4. Rồi thằng này cứ để đây đã. Rồi bây giờ mình sẽ thấy có trừ này, có chia này. Thì chỗ này chúng ta sẽ làm sao? Nhân đảo ngược nó lên. 1/9 trừ 3/8 nhân cho 8. 8 phần gì? 8/1. Đúng không? Đấy. Trừ 5/2 nhân cho âm 4. Đấy, những cái bước này thì đúng ra chúng ta làm được giấy nháp được nè. 1/9 này trừ tử nhân với tử, mẫu nhân với mẫu, trừ 5/2 nhân với âm 4. Thầy vẫn giữ nguyên 5/2 nhân với âm 4 vẫn để nhá. Được chưa? Rồi. Như vậy tiếp tục bằng 1/9 trừ 3. Đây là 88 này. 88 hết này. 3 chia cho 1 thì bằng mấy? Thì có phải còn 3 không? Đúng không? Đây có 8, đây có 8, ta khử nè. Rồi, trừ đi 5/2 nhân âm 4. Vậy thì đến đây. Đến đây mình làm cái gì? Mình sẽ thực hiện cái thằng nào đây? Nhân nè. Đúng không? Đấy. Như vậy thì 1/9 trừ đi 3 vẫn giữ nguyên. 5 nhân âm 4 tức là 5 nhân với âm 4 là âm 20 trên 2.
âm 20 trên 2 thì sẽ là âm gì? Âm 10. Đấy, chỗ này bỏ ngoặc ra thì sẽ là cộng 10 này. 1 phần 9 trừ 3 cộng với mấy? Cộng với 10. Đúng không? Đấy, bỏ cái dấu ngoặc này ra nhá. Như vậy thì đến đây này, thì chúng mình lại làm gì? Quy đồng nó. Được chưa? Mẫu chung sẽ là mấy? 9. 1 phần 9 trừ 9 3 27 phần 9 cộng 9 nhân 10 9 90 phần 9 9 thôi nha. Thầy đang nói 90. Rồi, như vậy thì sẽ bằng 1 trừ 2 7 cộng 9 10 trên 9. Xong chưa? Đến đây ngon lành chưa nào? 1 trừ 2 7 là trừ 26. Trừ 26 mà cộng 90, tức là chúng ta sẽ có nợ 26 này, mà có gì? Có 90 này. Đấy, thì sẽ bằng bao nhiêu? 90 trừ 26, 10 trừ đi 6 thì bằng 4 này. 9 trừ đi 9 trừ mấy? 9 trừ đi 3, đúng không? Thì còn mấy? 6. Như vậy 64 trên 9. 64 trên 9 thì không chia được nữa nhỉ. Hết rồi, không khử được nữa. Đấy, như vậy anh này bằng 64 trên 9 nhé. Được chưa? Đấy, toàn bộ câu B. Rồi, mình sẽ sang câu tiếp theo là câu C. 1 cộng 2 chia cho 2 phần 3 trừ đi 1 phần 6 nhân với âm 2,225. Như vậy các em nhìn thấy đây này, trong ngoặc này, thì chúng ta cứ thực hiện phép tính ở đâu? Trong ngoặc trước đã, còn ở ngoài kệ nó đi. Được chưa? Rồi, sẽ bằng 1 cộng 2 chia, mẫu chung sẽ là mấy? 6. Vậy thì thằng này sẽ nhân với 2. Đúng chưa? 2 x 2 là 4, 2 x 3 là 6, trừ 1 phần 6 nhân âm 2,225. Đến đây được chưa? Đến đây được chưa nào? Rồi, tiếp tục thực hiện đó nha. Như vậy thì ở trong ngoặc này sẽ là 2 trừ đi 1 còn mấy? 1. Đây sẽ được 1 phần gì? 1 phần 6 này. Đúng chưa? Nhân với này, âm 2,25. Rồi, như vậy đến đây thì mình lại thấy này, đây nó có dấu gì? Dấu chia này, đây lại có dấu gì? Dấu nhân này. Đấy, và đây này là gì? Dấu cộng thế này. Vậy thì sẽ chuyển những cái thằng này thành phân số hết đi. Phân số nhá, giữ mỗi thằng 1 ở ngoài thôi. 1 này cộng với, ở đây sẽ là mấy? 2 trên 1, đúng không? Chia cho 1 phần 6 nhân cho âm 2,25, tức là gì? 225 trên bao nhiêu? Trên 100. Đúng chưa? Đấy, như vậy thì tí nữa mình có rút gọn thằng này thì tính sau này. Tức là đưa nó về phân số tối giản đấy các em. Thì sẽ bằng 1 cộng, ở đây chúng ta sẽ làm gì? Nhân đảo ngược, đúng không? 2 trên 1 nhân cho 6 phần 1 nhân. Rồi bây giờ để thầy rút gọn cái thằng này đấy nhá. 225 mà chia cho 100 thì chúng ta sẽ xem là 225 nó có chia hết cho 25 không? 225 chúng ta chia cho 25 thì sẽ được 9. Đó, 100 chia 25 bằng 4. Như vậy thì thằng này rút gọn nó sẽ là âm 9 phần 4. Được không? Đến đây được rồi đúng không? Thì giờ mình sẽ là tử nhân với tử thôi. 1 cộng 2 nhân 6 nhân âm 9 trên mấy? Trên 1 nhân 1 nhân 4. Đó, thấy ngon lành chưa? Rồi, sẽ bằng 1 cộng, đây cái này thầy làm được giấy nháp nhá. 2 nhân 6 này nhân cho âm 9 này. Trên tử đúng không? Dưới mẫu là 1 nhân 1 nhân 4 này.
Vậy thì nhìn thấy đây này, đây có 4 này, mà đây có mấy? Có 6 này, có 2 này. Thì cái thằng 2 này, 6 này, các em sẽ tách ra bằng 3 nhân 2, đúng không? Nhân cho âm 9 giữ nguyên này. Và dưới này thằng 4 này này, thằng 4 này chúng ta sẽ tách ra là mấy? 2 nhân 2, 2, 2, 2 này, 2 này. Vậy thì trên tử còn mấy? 3, 3 nhân với 9 là 27. Đây có dấu, dấu âm. Như vậy đến dưới mẫu chỉ còn mấy? 1, 27 chia cho 1 thì âm 27 chia 1 sẽ là âm 2, 27 nhé. Đến đây ngon lành chưa? Được chưa nào? Đó. Như vậy thì đến đây chúng ta sẽ còn là 1 cộng. Cộng bao nhiêu? Cộng cho âm 20, 27. Phải không? Kiểm tra lại coi. Đúng rồi. Như vậy thì có 1 mà nợ tới 27 thì chúng mình nợ bao nhiêu? Nợ 26. Đấy, như vậy bài toán này chúng ta sẽ có kết quả là nhiều. Âm 26 nhé. Xong chưa? Được chưa các em? Rồi, đấy, như vậy câu C kết quả là âm 26. Tiếp tục mình đến câu gì? Câu D. Ngoặc vuông này, ngoặc, ngoặc gì? Ngoặc nhọn này, 1 phần 4 trừ 0,5, đóng ngoặc, nhân cho 2 cộng 8 phần 3, đóng ngoặc vuông, chia cho mấy? Chia cho 2. Đấy, như vậy thì mình nhìn thấy đây này, nó có ngoặc thì chúng ta phải thứ tự thực hiện phép tính ở đâu? Trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Vậy thì đây sẽ là 1 phần 4 0,5, tức là mấy? 5 phần 10. 5 phần 10 nó là 1 phần gì? 1 phần 2. Đúng chưa? Tức là chuyển cái thằng này số thập phân ra phân số nha. Nhân cho 2 cộng 8 phần 3 giữ nguyên, chia 2. Tiếp tục quy đồng mẫu số, hai cái thằng trong ngoặc này mẫu chung là mấy? 4. Vậy thì đây 1 phần 4 giữ nguyên trừ mấy? 2 trên mấy? 2 trên 4. Đúng chưa? Nhân cho 2 cộng 8 phần 3 đóng ngoặc vuông chia cho 2. Như vậy đến đây chúng ta bỏ được cái ngoặc gì đây? Ngoặc tròn nhá. Rồi, như vậy bỏ được ngoặc này thì 1 trừ đi 2, tức là có 1 mà nợ 2 thì còn nợ mấy? Nợ 1. 1 phần 4 nhân 2 cộng 8 phần 3 chia cho mấy? Chia cho 2. Như vậy đến đây mình nhìn thấy có dấu gì đây? Dấu nhân này. Tiếp tục thực hiện dấu gì? Dấu nhân. Âm 1 nhân với 2 thì có phải là âm 2 phần 4 không? Đó, khá dễ dàng đúng không? Âm 2 phần 4 đơn giản đi, nó 1 phần 2 được rồi, nhưng mà chúng ta cứ để vậy cũng được, không sao hết. Trên mấy? Trên 3. Chia cho gì? Chia cho 2. Các em quy đồng mẫu số 2 này đi, khỏi cần đơn giản được. Nếu chúng ta đơn giản đây 1 phần 2 thì mẫu sẽ là 6, còn không thì mẫu sẽ là bao nhiêu? 12 nha. Rồi thầy sẽ để nguyên đây. Như vậy 3 nhân với âm 2 là âm 6 phần 12 cộng 4 nhân 8 là 3, 32 phần 10, 12. Chia cho gì? Chia cho 2. Rồi sẽ là có 32 mà nợ 6 thì mình còn nợ bao nhiêu? 10. À, mình sẽ còn bao nhiêu? Còn 16. 16 phần 12. Bỏ được ngoặc này chưa? Được rồi nha. Chia cho 2. Như vậy đến đây thì làm được không? Quá dễ dàng rồi đúng không? Nhân đảo ngược lên, tức là sẽ là 16 phần 12 chia cho 2 trên 1. Này là lớp 4 này. Rồi sẽ là 16 phần 12 nhân đảo ngược lên là nhân cho 1 phần 2. Được chưa? Sẽ là 16 nhân 1 trên 12 nhân 2. Rồi chúng ta tách nó ra. Trên này có 16, dưới có 12, có 2. Đây 16 thì thầy sẽ tách ra là 2. 2 nhân với 2 nhân với 4. Ở dưới này 12 thì sẽ bằng 3 nhân 4 nhân cho 2. Trên có 2, dưới có 2, trên có 4, dưới có 4. Như vậy ở trên còn 2 và dưới còn mấy? 3.
Vậy kết quả sẽ là này. 2/3 nhé. Được chưa? Kết quả sẽ là 2/2/3. Rồi chưa? Đấy, câu D của chúng ta nhá. Khá là dài đấy. Từ từ, sao chỗ này là gì đây? Wow. 12 trừ 6 6. Wow, chỗ này từ từ em ơi, chỗ này là 22 chứ. 66 12 2 nhân 1 1 nó 1 là 2. Chỗ này nhầm rồi nè. Chỗ này phải là 26 nha. 26 với 6 và đây là 26 này kìa. Đây là 26 này. 26 trên 12 đây, 26 trên 12. Đó, đây là 26, nó thầy nhầm chỗ này. Như vậy đây là 26. Mình chỉ sai con dòng thôi, 26 nhân 1 trên 12 nhân 2. Rồi chúng ta chỉ xử cái này thôi nè. 26 nhân cho 1 trên 12 nhân cho 2 thì có phải 26. 26 này nó sẽ là 12 nhân cho 3 đúng không? À, 13. 13 nhân 2 là 26. Rồi. Nhân cho 1 trên 12 nhân 2, như vậy chỉ khử được có 1 à. Vậy nó sẽ bằng 13/10, 12 nhá. Đấy, kết quả sẽ là 13/12 nha các em. 13/10, 12. Thầy nhớ là 13/12 nhá. Thầy vừa nãy thầy nhầm cái chỗ này là có 16 thì kết quả mình lại đẹp hơn, đúng không? Rồi. Đấy, như vậy xong được cái bài số 4. Sang cái bài số 5. Này, thầy lấy tờ giấy khác đây. Bài số 5 là một bài toán, người ta yêu cầu là tìm x biết. Câu A. X cộng với -2/9 bằng -7/10, 12. Đó, vừa nãy sai bài này hơi non nhỉ. Đấy, sai chỗ này non quá này. 32 trừ đi 6 mà bằng 16 này. Đấy, cái câu vừa nãy hơi non đúng không? Non quá. Rồi, như vậy ở đây mình nhìn thấy nè, áp dụng quy tắc gì? Chuyển vế thôi. Đấy, còn không thì làm theo dạng lớp 4 là số hạng tổng, đúng không? Đấy, vậy thì x ở đây sẽ bằng -7/12. Thằng này đang dấu cộng thì chuyển sang đây là gì? Trừ. Trừ đi gì? Trừ đi trừ 2/2/9, giữ nguyên. Được chưa? Rồi, như vậy sang đây chúng mình sẽ bỏ cái ngoặc này ra. -7/12 trừ đi trừ thì phải bằng cộng không? Cộng 2/9. Nhiệm vụ bây giờ là sao? Quy đồng hai cái thằng này. 12 với 9. 9, 4, 3, 6, 12. À được, mẫu chung là 36. Như vậy thì 36 chia cho 12 thì này được 3 đúng không? 36 chia cho 9 thì được 4. Như vậy thằng này nhân thừa số phụ lên sẽ là -21/36 cộng với 8/36. Đúng không? Thì x sẽ bằng nợ 21 mà có 8 thì còn nợ mấy? Nợ mấy nhỉ? À, như vậy mình sẽ còn nợ là 13. 13 phần bao nhiêu? 30, 36 nhá. 13/36 chia được không nhỉ? Chia cho 2. Như vậy thì chia cả từ và mẫu cho 13, đúng không? Đấy, lại chia cả từ mẫu cho 13 này. 36 chia cho 13 phải được 2 không? 236, 21 là 2, không được, không chia được. 26 thì mới được. Như vậy thằng này để nguyên số này thôi. Chúng ta đến đây chúng ta kết luận này. Vậy thì x sẽ bằng -13/30, 36. Rồi, câu A xong nhá.
sang câu B. Âm 0,1 trừ đi x bằng âm 7,6 này. Vậy các em muốn x nó đẹp thì chúng ta chuyển nó sang đây. Chuyển thằng này sang đây, đúng không? Đấy, thì nó sẽ là âm 0,1 này. Thằng này sang đây thì chúng ta cho nó thành dấu gì? Dấu gì? Dấu trừ này, trừ đi trừ 7/6 bằng này, trừ x sang đây thành gì? Thành x này. Được chưa? Đấy, thì 0,1 này, thì chúng ta đưa nó thành phân số thì nó sẽ bằng mấy? 1/10, dấu âm. Trừ đi trừ này thì sẽ là cộng này. Trừ đi trừ sẽ là cộng 7/6. Đây, cái này bỏ ngoặc đây cho dễ nhá. Bằng gì? Bằng x. Mẫu chung chúng ta lấy là bao nhiêu? 60 đi. 30 được rồi, đúng không? Mẫu chung là 30. Như vậy thì 30 chia cho 10 thì được 3. Thằng này nhân với 3, thằng này nhân cho mấy? 5. Sẽ bằng là 3 âm 3 phần gì? Phần 30 cộng với 5 nhân 7 là 3. 35/30 bằng x. Đến đây được chưa? Đến đây được chưa nào? Rồi, như vậy nè, nó sẽ là âm 3 cộng 35 trên 30 bằng gì? Bằng x. Có 35 nợ 3 thì còn nợ mấy? Nợ 32/30 bằng x. Như vậy đưa nó về phân số tối giản đây nè, chia cả từ và mẫu được cho 2 thôi, đúng không? 32 chia cho 2 thì được 16, 30 chia 2 được 10, 15. Đó, vậy đến đây các em kết luận nè. Vậy thì x sẽ bằng âm 16/10, 15. Ngon chưa? Đó, vậy câu B xong nhá. Rồi, sang câu tiếp theo, câu C. Âm 0,12 nhân cho x trừ 9/10 bằng bao nhiêu? Âm 1,2. Đấy, như vậy ở đây thì chúng ta lại thấy cái gì? Lại thấy x ở đây này. Cứ dùng quy tắc chuyển gì? Chuyển vế này. Nhưng mà đây nhớ là nhân này. Nhân thì nếu mà chúng ta không biết cách chuyển á, thì cứ áp dụng thừa số, nhân thừa số thì bằng gì? Bằng tích. Đấy, vậy thì bây giờ muốn tìm sẽ là x chưa rồi. X trừ đi mấy? Nói nhiều quá đấy các em. 9/10 sẽ bằng này. Thừa số tích. Vậy thì muốn tìm thừa số này, lấy tích này là âm 1,2 này chia cho thừa số kia, tức là chia cho gì? Chia cho âm 0,12. Nhớ đây không phải cộng và trừ nên không có đổi dấu gì nhá. Đấy, chú ý những cái chỗ này đó. Không ta lại đem chúng ta đổi dấu này thành dấu cộng nữa là hỏng hết. Được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây mình cứ làm cái phép tính ở bên này trước đi. Cái x này tính sau. X trừ 9/10. Đấy, cứ để nó trong ngoặc này đi. Bằng âm 1,2. Đây lại 0,12, đưa hai thằng này thành gì? Số thập phân, phân số hết. 1,2 thì có phải là 12/10, đúng không? 12/10 này thì các em rút gọn đi, chia cả tử và mẫu cho 2 thì nó sẽ được 6/5, đúng không? Đấy, như vậy thì thằng này sẽ là âm 6/5 chia cho 0,12 thì có phải nó sẽ là 12/100, đúng không? 12/100 thì lại chia cả tử và mẫu đây cho bao nhiêu nhỉ? 12/100 thì như vậy thì chia được cả cho 4. Như vậy thì thằng này sẽ còn 3. 100 chia cho 4 thì bằng 2, 25. Đấy. Như vậy đây sẽ là 3/25 này. Được chưa? Đấy. Nhưng mà đây có dấu gì? Dấu âm thì sẽ là âm 3/25 nhá. Được chưa? Rồi, đến đây bên này cứ để nguyên x trừ cho 9/10 cứ giữ nguyên bằng này âm 6
phần 5 nhân cho đảo ngược lên nhân cho 25 phần âm 3. Vậy thì ở đây chúng ta để mẫu dương. Mẫu là dương thì tử đây sẽ là gì? Nhân đảo ngược với âm 1. Rồi x trừ 9 phần 10 sẽ bằng nhân đảo ngược lên âm 6 phần 5 nhân đảo ngược lên là nhân cho 3 phần âm 25. À sorry, sẽ là 6, đâu nhân đảo ngược nữa, âm 6 nhân với gì? Nhân với âm 25. Âm 6 nhân cho âm 25 trên 5 nhân gì? 5 nhân 3. Rồi cái này thầy sẽ làm vào giấy nháp nha, để mình khử nó đi đó. Như vậy x trừ 9 phần 10 vẫn giữ ở đây bằng, bây giờ mình mới khử cái thằng này nè, âm 6 này nhân âm 25 trên 5 nhân 3 này. Thì nhìn thấy đây có 6 có 3 này, thì 6 này sẽ tách ra là mấy? Âm 2 nhân cho 3, được chưa? Đây có 25 này thì sẽ là 5 nhân với âm 5. Đấy, để mình khử hết đi các em. Trên có 5 dưới có 5, trên có 3 dưới có 3 này. Như vậy ở trên còn mấy? Còn âm 2, âm 2 nhân với âm 5 là dương 10. Trên mấy? Trên 1 thì bằng gì? Bằng 10 nè. Đó, như vậy đây sẽ bằng 10 nhá. Đấy, kết quả của thằng này mình sẽ khử hết đi, nó chỉ còn mấy thôi? 10. Rồi đến đây thì nè, chuyển thôi. X sẽ bằng 10. Đây là dấu trừ thì chuyển sang đây lại thành gì? Cộng. Cộng cho 9 phần 10. Quy đồng mẫu số lên. Được chưa? X sẽ bằng bao nhiêu? X sẽ bằng bao nhiêu đây? À, như vậy đây là sẽ là 1 nè. Mẫu là 10 thì là 100. 100 cộng với gì? Cộng với 9 trên 10. Thì x sẽ bằng bao nhiêu? 109 trên 10. Như vậy có rút gọn được nữa không à? Không rút gọn được nữa. Vậy thì x sẽ bằng 109 phần 10 nhé. Được chưa? Được chưa nào? Đấy, thầy làm rất là chậm rãi, từ từ từng cái bước chúng ta nắm. Rồi, câu gì? Câu D. Nói khan tiếng này kìa. X trừ 3 phần 5 chia cho âm 1 phần 3 bằng 0,4 này. Thì chúng mình cứ thấy này, x ở đây thì giữ nguyên x này, x trừ 3 phần 5 giữ nguyên ở trong này. Đây là gì? Dấu chia này. Chia này, số bị chia này, số chia này, thương này. Muốn tìm số bị chia thì ta sẽ lấy gì? Thương là 0,4 nhân cho số chia, tức là nhân cho âm 1 phần 3. Đấy, chỗ này chú ý nhá. Không có nhiều em là không biết cái cách chuyển này đâu. Rồi, sẽ là x trừ 3 phần 5 vẫn giữ nguyên ở đây bằng 0,4 nhân với 1 phần 3, tức là 0,4 thì bằng 4 phần 10. Đúng không? Chuyển thành số thập phân nữa các em. 4 phần 10 thì chia cả tử và mẫu cho 2 thì được 2 phần gì? 2 phần 5. Được chưa? Không biết ở đâu ra 2 phần 5 nhá. Nhân cho âm 1 phần 3. Rồi, như vậy đến đây rồi thì mình tiếp tục. X trừ 3 phần 5 các em bỏ ngoặc ra cũng được hoặc để trong ngoặc cũng được. 2 nhân trừ 1 là trừ 2. 5 nhân với 3 là 10, 15. Được chưa? Đến đây thì lại làm sao nhỉ? Chuyển nó sang trừ 2 phần 15. Đây là dấu trừ thì sang đây thành cộng 3 phần 5. Được chưa? Mẫu chung sẽ là bao nhiêu? 15. Vậy thì thằng này mẫu 15 giữ nguyên, anh này nhân cho 3, 9 phần 10, 15. Có 2, có 9 mà nợ 2. Đúng không? Đấy, có 9 nợ 2 thì còn nợ mấy? À, không còn nợ, chỉ còn gì? 7 phần 10, 15. Xong chưa? Đấy, xong nha. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành được câu
câu D của bài số 5 này. Rồi, mình sẽ đến cái bài tiếp theo. Đó là cái bài số mấy? Bài số 6 này. Người ta yêu cầu sắp xếp các cái số theo thứ tự là tăng dần. Đó, anh ta chú ý này, tăng dần nhá. Câu A nhá. À, như vậy mình nhìn đây này. 0,2 mũ 0, mũ 3, mũ 1, mũ 2. À, mình nhìn thấy này, cơ số của nó đều là gì? 0,2. Vậy thì tăng dần thì mình sẽ sắp xếp theo cái gì? Theo lũy thừa này các em. Ví dụ này, 4 mũ 0 và 4 mũ 1, 4 mũ 2, đúng không? 4 mũ 3 này thì có phải là 4 mũ 1 thì bằng 4, 4 mũ 2 là 16 đúng không? 4 mũ 3 64 đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy này, cơ số ở đây này. Đấy thì mình sẽ sắp xếp này. Câu A này nó sẽ là 0,2, đây sẽ là gì? Bé nhất, mũ 0. Tiếp theo đến gì? 0,2 mũ gì? Mũ 1. Tiếp theo sẽ là 0,2 mũ 2. Và cuối cùng sẽ là 0,2 mũ gì? Mũ 3. Đơn giản không? Đấy, chúng ta hiểu vậy nha. Rồi, đến câu B này. À, câu B thì chúng ta lại thấy tất cả ở đây đều là số gì? Số âm. Số âm và cũng đều có là cơ số là âm 1, gì? Âm 1,1. Đấy, âm 1,1. Như vậy thì số âm, số âm mà mũ ở đây thì chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Đây là số lẻ này. Số lẻ, số chẵn, số lẻ. Như vậy thì số âm thì chúng ta lại chú ý tới cái số mũ lẻ này. Âm 1,1 này. Tức là nó sẽ bằng âm 1,1 nhân cho gì? Nhân cho âm 1,1, đúng không? Nhân tiếp cho âm 1,1. Tức là 3 số âm nhân nhau thì nó phải là một số gì? Số âm, đúng không? Đấy, mũ 3. Như vậy thì thằng này sẽ là số bé nhất này. Âm này 1,1. Tất cả mũ 3. Tiếp theo sẽ đến số lẻ tiếp theo. Đó là thằng nào? Âm 1,1 mũ 1 này. Âm 1,1 mũ 1. Tiếp theo sẽ là gì? Âm 1,1 mũ 0. Đấy, thằng này thì nó sẽ bằng 1 đúng không? Rồi, và cuối cùng này sẽ là anh này. Vì sao? Vì anh này là có số mũ là số gì? Số chẵn. Số mũ là số chẵn, tức là âm nhân với âm thì sẽ ra một số gì? Số dương này. Đó, nên cuối cùng sẽ là âm 1,1 mũ 2 nhá. Đấy, câu này thì khá dễ dàng đúng không? Cơ số của nó mà lớn hơn 1 thì số mũ tăng, thì lũy thừa nó sẽ làm sao? Giảm. Lũy thừa nó sẽ tăng. Và nếu mà cơ số mà lớn hơn 0 này và nhỏ hơn 1, đấy, thì số mũ sẽ là gì? Tăng, thì lũy thừa nó lại gì? Lại giảm này các em. Đấy, chú ý. Nhưng mà chúng ta chú ý về cái số mũ, số chẵn và số lẻ nha. Rồi, sang bài số 7. Bài số 7 người ta cho như sau. Trọng lượng của một vật thể trên mặt trăng. Đó. Trên mặt trăng của chúng ta nha, bằng khoảng 1/6 trọng lượng của nó ở trái đất. Biết trọng lượng của một vật trên trái đất được tính theo công thức P bằng 10 mét, với P là trọng lượng của vật thể tính theo đơn vị là Newton, ký hiệu này N. Đơn vị Newton này sau này các em học bên khoa học tự nhiên thì chúng ta sẽ có cái ký hiệu Newton. Và M là khối lượng của vật tính theo đơn vị là kg. Rồi, vậy thì mình cứ nhớ là công thức của nó này. P thì được là gì? Trọng lượng. M đây này, khối lượng, đúng không? Đấy, P là trọng lượng, M là khối lượng. Rồi ta hỏi cái gì? Nếu trên trái đất một nhà du hành vũ trụ có khối lượng là 75,5 kg, thì trọng lượng của người đó trên mặt trăng sẽ là bao nhiêu Newton? Và chúng ta hãy làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. À, như vậy thì câu này thì có cái gì đâu khó nhỉ. Rồi, bài 7 này. Trọng lượng của cái người đó trên mặt trăng sẽ là, được chưa? Đấy, trọng lượng này, người đó
trên cái mặt trăng sẽ là gì? Sẽ là các em sẽ lấy trọng lượng của nó ở trái đất này, 75,5 nhân với gì? Nhân với 1/6 này, công thức nè. Đấy, sẽ là 75,5 các em nhân cho 1. 1 phần gì? 1/6. Rồi chúng ta làm, chúng ta nhân lên. Như vậy nó sẽ là 75,5 chia cho 6, đúng không? À, 75,5. 75,5 chia cho 6. Còn không các em đổi ra phân số cũng được. Còn không ta bấm luôn rồi bằng máy tính nè. 75,5 chia cho 6. Các em lấy máy tính làm ta bấm 75,5 chúng ta chia cho 6 luôn. Còn không các em đổi sang số thập phân cũng được. Nhưng mà xin lỗi, đổi sang phân số thì nó hơi lu bu tí đúng không? 75,5 chia cho 6 sẽ được là 12. 12,58333. Như vậy lấy đến số thập phân thứ mấy nhỉ? Hàng phần trăm. Hàng phần trăm này thì chúng ta chỉ lấy là 12,58 thôi nhá. Để cho sẽ bằng 12,58. Được chưa? Đấy, sẽ là bằng 12,58 kilogram. Nhưng mà ở đây thì yêu cầu là gì? Nhìn bao nhiêu newton này? Đó, thì mình giờ lại phải đổi cái đơn vị newton sang. Thì phải phép tính thứ hai hay là lời giải thứ hai này. Trọng lượng người đó này trên mặt trăng bằng newton. Không, kem đổi cái này ra newton luôn được này, khỏi cần. Thôi thầy lỡ ghi rồi. Trên mặt trăng theo đơn vị newton, được chưa? Nó newton là một nhà bác học rất nổi tiếng, các em có thể tìm hiểu ở trên mạng, người ta hiền học với cái nhà bác học này nhá. Rồi sẽ là bao nhiêu đây? Sẽ là 12,58 này. Các em nhân cho mấy? Nhân cho 10. Đó, nhân cho 10 thì dịch chuyển dấu phẩy sang bên tay phải sẽ là 125,8. Như vậy đây thì chúng ta phải lấy là bao nhiêu? Lấy ở đây 3 chữ số đi thì sang đây mới còn là 83 được này. Đấy, 12,58 là đơn vị là kilogram đúng không? Đấy, khi ta nhân cho 10 thì đây nó mới còn là newton. Đó, thì đơn vị đây ký hiệu này N. Rồi, và chúng ta ghi đáp số. Xong nhá. Bài tiếp theo. Clip này khá là dài này đấy các em. Bài số 8. Một người đi quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B với cái vận tốc là 30 km/h, hết là 3,5 giờ. Từ điểm B lại quay trở về A thì đi với vận tốc là 36, tức là vận tốc tăng này. Tính thời gian đi từ địa điểm B quay trở về địa điểm A của người này. Rồi chúng ta nhớ cái công thức này. Quãng đường S thì bằng vận tốc nhân với thời gian, đúng không? Vậy thì bây giờ này, cái người này này, họ đi từ A cho đến gì? Đến B này. Đấy, từ điểm A đến điểm B này này, đi theo cái chiều xuôi này nhá. Thì vận tốc là 30 km/h. Thì anh ta đi hết mấy? 3,5 giờ. Đấy, 3,5 giờ. Sau khi đến B này, đến B rồi ấy, thì người này này đi cái chiều ngược lại này. Ngược lại, vận tốc lúc này không phải là 30 nữa mà tăng lên là 36 km/h. Vậy thì lúc này người ta mới hỏi, vậy thì anh ta đi hết là bao nhiêu cái thời gian, là bao nhiêu giờ đó các em. Vậy thì muốn tính được cái này nè, muốn tính được cái T đây này, thì chúng ta phải có được cái gì? Có được S. Như vậy thì từ S chia cho, thì S này bằng V nhân T. Vậy thì T này sẽ bằng S chia V. Vậy mình ở đây đã có S chưa? Chưa có S này. Chúng mình cần phải tính là từ cái dữ kiện 1 đi từ A đến B mình tính cái gì đấy?
tính quãng đường này các em. Đó, cái bài này chúng ta chú ý thì đầu tiên mình sẽ tính đấy là gì? Quãng đường. Quãng đường từ điểm A. Đây phần này nháp nhá. Từ điểm A đến đến điểm B sẽ là. Đó thì mình sẽ áp dụng công thức V nhân T. V là bao nhiêu? Vận tốc là 30 nhân cho thời gian là 3,5. 30 nhân 3,5 thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? Em bấm máy đi. À, như vậy sẽ được là 105 km. Rồi, như vậy thì bây giờ anh ta đi về từ B về, quãng đường là 105, vận tốc là 36. Vậy thì mình có tính được thời gian không? Quá dễ dàng đúng không? Thời gian người đó đi từ địa điểm B quay trở về A là, người đó này đi từ B về về A sẽ là quãng đường 105 chia cho gì? Chia cho vận tốc là 36. Đó, bằng bao nhiêu? 105 chia cho 36. À, như vậy cái này không được các em ạ. Nó sẽ là 105 phần 36. Rồi chúng ta chia nó ra. 105 phần 36. Nếu mà chia ra thì chúng ta đổi thành số thập phân. Cái này lớp 6 ta đã học rồi đúng không? Đúng không nào? Thì nó sẽ được là 2,91 mấy. À, như vậy nó không, số nó không được đẹp nhỉ. Chia cả tử và mẫu cho 3 được thôi. Chia cả tử và mẫu cho 3 thì mình sẽ được là 35. 35 phần 10, 12. Như vậy thì mình sẽ để cái số này đi, 35 phần 12 giờ đi. Số không được đẹp lắm nhỉ. Bài toán này cũng hơi kỳ kỳ. Rồi, em ghi đáp số cho thầy. Đấy, như vậy cái bài này hoặc chúng ta đổi nó ra hỗn số cũng được nhá. Rồi, sang bài tiếp theo, bài số 9 đi. Clip này khá dài rồi, làm nhanh nhá. Chán rồi đó, các em xem cả gần tiếng hồ rồi. Hơn tiếng hồ rồi. Một cái trường trung học cơ sở có các lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E. Rồi, mỗi lớp đều có chung là 40 học sinh. Sau khi sơ kết kỳ 1, số học sinh đạt kết quả học tập ở mức tốt của mỗi lớp đó được thể hiện qua cái biểu đồ cột. Này, mức tốt này này. Rồi, câu A này. Lớp nào có số học sinh đạt kết quả học tập ở mức tốt ít hơn 1/4 số học sinh của cả lớp? À, ta hỏi cái này là hỏi ít hơn 1/4 nha. Đấy, ít hơn 1/4 thì các em phải biết là 1/4 nó là bao nhiêu đã. Số học sinh ít hơn ở 1/4. Vậy thì đầu tiên mình phải muốn biết được cái lớp nào ấy, thì đây có số rồi đúng không? Thì câu A này, 1/4 số học sinh của cả lớp này, thì tất cả những lớp này đều bao nhiêu? 40 học sinh hết rồi. 1/4. 1/4 chính là cái 1/4 này kìa. Học sinh cả lớp sẽ là, mình tính xem ra bao nhiêu. Đây là tìm phân số của gì? Của một số. Thì lấy phân số này nhân với cái số đó. Tức là 40 chia cho 4 thì bằng mấy? 10 học sinh. Đó. Như vậy thì đây là 1/4. Thì giờ mình sẽ xem cái lớp nào này. Ít hơn 10. Ít hơn 10 là những lớp nào? 7C và 7 gì? 7D. Đó. À, 7C và 7 gì? 7E này. Vậy hay là vì đi. Vì nè. 9 8. Vì nè. 9 này cũng nhỏ hơn 10 rồi, 8 cũng nhỏ hơn 10 đúng không? 9 này nhỏ hơn 10 này, 8 này cũng nhỏ hơn 10, nên số học sinh của cái lớp gì? Lớp 7C và 7E. 7C và 7E sẽ làm sao? Ít hơn 1/4.
ít hơn 1/4. Đó, chúng ta phải ghi bằng chữ nhá. 1/4 số học sinh cả lớp. Đó, được chưa? Phải như vậy nhá. Rồi, câu B. Lớp nào có số học sinh đạt kết quả học tập ở mức tốt nhiều hơn 1/3 số học sinh cả lớp? À, như vậy thì chúng ta cũng lại tìm 1/3. 1/3, tức là 1/3 này các em, số học sinh cả lớp là. Đấy, quan trọng là chúng ta tìm được thôi. Thì cũng lại là gì? 1/3 nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 40 thì sẽ bằng 40/3. 40/3 thì nó sẽ xấp xỉ bao nhiêu? 13 học sinh đúng không? Đấy, nó khoảng 13 học sinh. Thì bây giờ mình sẽ xem lớp nào khoảng gần 13. Nhiều hơn cái 13 này thì chỉ có thằng mấy? Thằng 7A với thằng gì? 7D này. Đó. V này. 14 à. Với lại 15 đúng không? 14 lớn hơn 13 và 15 này lớn hơn 13. Nên số học sinh của lớp nào? Các em kết luận thôi. Số học sinh lớp 7A và 7D sẽ làm sao? Nhiều hơn 1/3. Nhiều hơn 1/3 học sinh cả lớp. Được chưa? Đấy, xong nhá. Bây giờ đến câu C. Lớp nào có tỷ lệ học sinh đạt kết quả học tập ở mức tốt cao nhất và lớp nào là thấp nhất? Câu này thì quá dễ rồi đúng không? Cao nhất là thằng nào? 15. Thấp nhất là gì? 8. Đấy, các em trả lời thôi. Vậy thì lớp nào? Các em nhìn vào cái số liệu này, chúng ta khai thác như này. Lớp 7D có số học sinh học gì? Học tập mức tốt cao nhất. Đúng không? Đấy, mức tốt là cao nhất. Và lớp nào? Lớp 7E. Tương tự này, lớp 7E thì có số học sinh học tập ở mức tốt làm sao? Thấp nhất. Ok chưa? Đấy, bài số 9 nhá. Chủ yếu chúng ta tìm 1/3, 1/4, tức là tìm phân số của gì? Của một số thôi các em. Rồi, đến bài số mấy đây? Bài số 10. Sản lượng chè và hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam qua một số năm biểu diễn trong cái biểu đồ kép. Đây, biểu đồ này đây các em. Tí nữa chúng ta xem. Rồi, câu A. Những năm nào sản lượng chè xuất khẩu trên 1 triệu tấn và sản lượng hạt tiêu xuất khẩu trên 0,2 tấn? Đây, đơn vị đây bằng gì? Đây, chè này, hạt tiêu này. Đây là gì? Sản lượng này, 1.000 tấn nha các em. Đó, vậy tôi hỏi này. Sản lượng trên bao nhiêu? Trên 1 triệu tấn. Đây, phải lấy cái khác này, hết giấy rồi. Làm nhanh câu này nha. Hết giờ rồi, hết thời gian rồi, quá dài rồi. Câu A. Trên 1 triệu tấn và cái là gì? Trên 0,2 triệu tấn. Đây là 1.000 tấn này. Vậy thì 1 triệu tấn này, các em nhìn thấy này. Đơn vị, chúng ta phải chú ý cái đơn vị này. Chú ý về cái đơn vị ở đây là thể hiện ở đây là gì? 1.000 tấn. Nhưng mà ta hỏi là gì? Trên 1 triệu tấn. Đấy. Vậy thì từ 1.000 cho đến triệu thì nó phải là mấy? Di dịch đi bao nhiêu? Di dịch đi bao nhiêu? À, như vậy mình nhìn thấy đây. 12, 13, 14. Như vậy thì chúng ta thấy này, những cái thằng này này, nó dưới 1.000 tấn à.
nghìn tấn này, nghìn tấn. Như vậy 1.000 tấn thì sẽ bằng bao nhiêu? 1 triệu. Đúng không? 1.000 tấn thì bằng triệu tấn. Được chưa? Đấy, chú ý cái đơn vị nha. 1.000 tấn thì bằng triệu tấn. Vậy thì cái thằng nào nó lớn hơn 1.000 này nè, thì nó sẽ là, sẽ là cái năm mà có trên 1 triệu, triệu tấn nè. Đấy, chú ý cái đơn vị nha các em. Rồi, vậy thì câu A này, 5, mình ghi cái 5 này ra. Đây có hai thằng này lớn hơn 1.000 này các em. Năm 2015 và 2016. Năm 2015 và 2016 thì sản lượng, sản lượng gì nhỉ? Wow, sản lượng ký hiệu đây là gì? Chè. Sản lượng chè xuất khẩu trên, trên bao nhiêu? Trên 1 triệu tấn. Được chưa? Rồi. Và bao nhiêu? 0,2 triệu tấn. 0,2 triệu tấn là của thằng nào? Hạt tiêu này. 0,2. 0,2 tức là gì? Nó phải nhỏ hơn. Nhỏ hơn bao nhiêu? Là những năm nào đây? Nó nhỏ hơn 2. Đây là bao nhiêu? 200. Đây các em phải lấy cái thước mà chúng ta gióng mới được nè. 0,2. 0,2 này là nó phải nhỏ hơn cái 200 này. Nó phải nhỏ hơn 200.000 tấn này các em. Đấy, vậy thì sẽ có những năm này. Bao nhiêu đây? 13, 14, 10, 15. Được chưa? À, người ta hỏi là trên. Trên nhưng mà là nhỏ hơn. Trên thì chúng ta lại là lấy là bao nhiêu? 16, 17, 10, 18 nhá. Rồi câu hỏi đây là gì? Trên 0,2 triệu tấn thì chúng ta sẽ có năm này. 16, 17, 10, 18. Được chưa? Chúng ta lại ghi tiếp này. Cái ý thứ hai này. Năm 2016, 2017 và 2018 thì cái sản lượng hạt tiêu, sản lượng hạt tiêu xuất khẩu trên gì? Trên 0,2 triệu triệu tấn nhá. Rồi, như vậy xong câu gì? Câu A. Bây giờ mình đến câu B này. Năm nào Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu lớn nhất? Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu lớn nhất. Đây thì cứ dựa vào đây thấy thằng nào cao nhất đây. Đấy, nhìn đây nè. Năm nào? 2016. Được chưa? Rồi các em trả lời thôi. Năm 2016 thì Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu, lúc này chưa bị Covid đúng không kìa, xuất khẩu là lớn, lớn nhất. Đấy, như vậy thì hỏi tiếp là năm nào thì tiêu là lớn nhất, thì các em cũng giống giống ở đây, thằng nào cao nhất? Như vậy thằng này đúng không, cao hơn này, 262,7 này. Năm bao nhiêu? 2018. Năm 2018 thì Việt Nam có sản lượng tiêu, có sản lượng tiêu xuất khẩu thế nào? Lớn nhất. Được chưa? Xong nhá. Hỏi đến câu C, tính tỷ số phần trăm của sản lượng chè xuất khẩu năm 2013 và sản lượng chè xuất khẩu năm 2018. Tỷ lệ phần trăm thì dễ như ăn kẹo thôi. Chè 2013 đâu? 936,3. Chè 2018 994. Nói các em tính ra thôi. Vậy thì tỷ lệ phần trăm
tỷ lệ phần trăm, sản lượng chè, xuất khẩu 5/2013 và gì 5/2018 sẽ là 2013 bao nhiêu? 936,3 chia cho bao nhiêu? 994,2 chúng ta nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 100%. Đó, vậy thì chúng ta thực hiện cái này nhân lên. Nhân 100 ở đây thì nó sẽ là bao nhiêu đây các em nhà mà? Di chuyển dấu phẩy thôi. Như vậy là sẽ là 93630. Đúng không? Trên 994,2. Đấy, các em bấm cho máy đi. Sau đó mình thêm những cái dấu phần trăm vào đây thôi nè. Chín ba sáu ba không chia 994,2, như vậy mình sẽ được là 94,17 nha. Rồi sẽ bằng nè 94,17 phần trăm, xong chưa? 94,176 thì chúng ta làm tròn đến chữ số hàng trăm thì sẽ 94,18 đi. Các em làm tròn lên. Lớp 6 chúng ta là học làm tròn rồi đúng không? Đấy. Như vậy đến đây chúng ta đã ổn chưa? Xong nhá. Cái bài này khá là dài nha. Rồi, và hẹn gặp lại các em ở trong cái chương thứ 2, đó là chương số thực. Đừng quên là chia sẻ kênh và cái video này đến thật là nhiều cho bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình nghe nhá.